Ngày 25 tháng 5, ông Phạm Bá Điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện vùng cao biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ủy ban Nhân dân huyện vừa công bố dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên đàn heo ở các xã Trung Lý, Quang Chiểu, Bù Nhi, Mường Lý. Trạm thú y huyện Mường Lát phối hợp với chính quyền địa phương, hộ chăn nuôi đã tiêu hủy hơn 2,6 tấn heo mắc bệnh tả châu Phi ở xã Trung Lý và Quang Chiểu. Ngày mai, ngày 26 tháng 5, sẽ tiêu hủy heo bệnh ở xã Mường Lý, Bù Nhi. Bên cạnh đó, huyện Mường Lát đã thành lập 10 chốt kiểm dịch động vật, kiểm soát heo bệnh, phun thuốc khử trùng, tiêu độc trên địa bàn vùng có dịch tả heo châu Phi ở các xã trên. Theo Chi cục Thú y tỉnh cho biết, từ khi xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi đầu tiên tại xã Định Long, huyện Yên Định vào ngày 23 tháng 2, đến ngày 25 tháng 5, bệnh dịch này đã xảy ra tại 1.037 hộ chăn nuôi tại 396 thôn, 142 xã thuộc 21 trên 27 huyện, thị xã, thành phố của Thanh Hóa.